Rồi, xin chào các bác. Thì đây là con LG V35 của em nhé. Đây là cái con game sơ G5. Thì nếu như mà trên iOS ấy, từ 13.4.1 trở lên ấy, thì con này không kết nối được, kết nối được nhưng mà không chơi được nhé. Thì coi như con này phế trên iOS rồi. Chỉ kết nối được với Android thôi. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác nào mà chưa biết nhé, chưa biết kết nối để kết nối với con này. Thì cái con V35 này em vừa mới khôi phục cài đặt gốc, dẫn đến là hai con này nó chưa kết nối được gì với nhau nhé. Em sẽ làm từ đầu và clip này có thể nó sẽ rất là dài. Thì em muốn làm từ đầu thì các bác nào mà gặp lỗi gì thì có thể là phát hiện ra mà sửa chữa nhé. Rồi ok. Đầu tiên các bác muốn kết nối con này với G5 thì các bác bật Bluetooth lên. Đây. Chờ tí. Đầu tiên là các bác nhấn giữ nút nguồn. Mở đây ra cho nó hoành tráng. Nhấn giữ nút nguồn và nút số 1 nhé, ấn giữ đồng thời. Sau khi thấy đèn nhấp nháy lên thì các bác ấn lại một phát này nữa để nó tìm kiếm nhé, tìm kiếm Bluetooth. Rồi ấn phát nữa để nó nhấp nháy như này. Rồi đang nhấp nháy như này rồi thì trên điện thoại các bác bật Bluetooth lên. Đó, thấy cái game server G5 này này, kết nối thôi. Rồi ok, nó đã kết nối rồi. Ok nhé, tạm thời để này đây đã. Thì trên điện thoại các bác sẽ tìm cái phần mềm game server nhé. Thì cái phần mềm này nó không có trên CS Play đâu, chứ các bác phải tìm ở trên web thôi. Đây, cứ tìm đại thôi. Rồi tải về, đang tải về rồi. Các bác cứ ok đi. Các bác nào mà biết rồi thì thông cảm nhé, tại vì những bước này nó rất cơ bản thôi. Rồi mở lên, ok, cho phép, rồi cài nó ra. Ôi, như con bản game sơ này bị chặn này, bị chặn bởi CS Play này. Vẫn cài đặt đi, không an toàn cũng cài đặt. Rồi đã xong. Thì các bác có thể là nếu như mới bị chặn như thế, đây có cài được rồi đây này, nhưng mà bị chặn như thế thì các bác vào cái phần vào CS Play này này, các bác tắt cái cài đặt này, à đây, vào cài đặt này, Play Project Protect này, các bác có thể tắt nó đi, tắt bằng cách nào như đây này, tắt xử hết cái này đi, tắt đi đấy, hy vọng là nó không báo nữa. Rồi ok, sau khi cài được cái phần mềm này rồi ấy, các bác vào phần mềm đấy, game server này, cái gì đây, cứ ấn vào đây, hình như nó cần cấp quyền gì đó thôi. Ồ, lâu thế. Cái gì đây, go to đi, ok, start đi. Được rồi, hình như cái phiên bản này vẫn là phiên bản cái server cũ rồi. Thì các bác nên cài cái phiên bản mới nhất đi. Đây này, đấy, nó sẽ báo cho bác là lên cái phiên bản mới nhất, cập nhật luôn đi. Để xem, chờ nó cập nhật tí nhá. Đây này, đang tải xuống đây này. Hơi lâu nhỉ. Cứ chơi cập nhật mới nhất cho nó mới các bạn. Ôi lâu thế, chưa tải về lâu quá các bạn. Không tải được à? À rồi, đang tải rồi các bạn. Rồi cứ chờ thế đi. Tay cầm trong khi rồi ok, cài đặt đi, cho phép luôn, cài đặt. Xong, cái gì đây,
Cái này hình như ok xem nào. Cho chúng ok cài đặt. Đặt mấy lần đi nhỉ? Rồi xong. Mình quay ra xem nào. Ô, có hai bản luôn các bạn. Thế là thế nào? Thế cái nào là mới, cái nào là cũ nhỉ? Cái này lúc nãy rồi à, cái này là mới này các bạn này, có nghĩa cái bản cũ này xóa đi nhé, xóa cái này đi. Rồi cái bản mới nhất đây này, để em xem cái phiên bản của nó bao nhiêu. Không thấy các bạn à, đây phiên bản nó đây. Đây này, cái phiên bản 3.6.0 nhé. Đó, các bác nếu mà tải thì tải luôn cái bản này cho nhanh nhé, để đỡ phải download như vậy. Rồi, ok. À, thì bây giờ vào cái này đi. Vào chỗ game. Đấy, các bác vào đây nhé, thì nó kết nối rồi này. Thì các bác vào chỗ test thiết bị này. Đấy. Xem nó báo gì. Xem là cái tay cầm này nó đã nhận chưa này. Đấy, các bác phải nhìn đây này, các bác nhìn đây này này, các bác biến từ em đây cái ai chà, ui dạ, rồi đúng vào cái điện thoại các bạn. Thôi không sao, đây em vừa lấy được cái cuộn dây ăn này để về đây cho nó nhìn, các bác nhìn cho nó đấy. Đấy thì các bác có thể thấy này, kết nối được thì cái tay cầm à, di chuyển này nó sẽ di chuyển được này, các nút nó sẽ hoạt động này, đấy, test các nút phải được hoạt động được nhé, đấy, ok nhé, này các nút này, ok hết rồi, rồi ok, qua quay lại, thì đây các bác add game vào, đấy các bác nhấn vào đây, thì các bác add game, các bác ví dụ em hay chơi cái Liên Quân này này. Thì em chưa add cái Liên Quân trước nhé. Rồi ok add. Rồi các bác mở lên. Đấy. Khi mà mở lên thì các bác nó sẽ báo là một là cái phải connect với gật tắt này, start này. Và cái mapping này cũng có vẻ chưa được này. Đấy. Thì cứ vào cái này trước đi. Đấy. Ô, vào được luôn các bạn. Vào được luôn rồi, không cần mapping gì cả sao ấy. Thôi rồi cứ thử xem có vào được không. Em cũng mới chơi cái trò này thôi, thực ra thì cũng không khoái chơi cho lắm, chỉ chơi để test game thôi, cho nó đánh cực gà luôn. Đăng nhập bằng đây này, tôi tiếp tục với Facebook đi. À quên, mình có cái đây nào mà. Thôi kệ, mình test thôi. Tiếp tục với Facebook cũng được. Đây này, ở trên này của nó có một cái mấy cái giữ này này, chỗ game này thôi chả quan tâm đâu, nó cứ chơi được là được mà. Ô lâu thế, kiểu gì đây, mạo mỗi kiểu gì đây, để đây đã. À, thì nói qua về cái nó qua về cái game sơ này này, cái này ấy. Chờ tí em sẽ lấy một cái khác cho các bác xem. À, nó qua về cái game sơ này, cái độ hoàn thiện của cái game sơ S này, à, game sơ G5 này cũng khá là ổn. À, nó có rất nhiều phím, có hai cái phím ở dưới này nữa này, đấy, hai phím đây, còn hai phím đây nữa. Đấy thì khi mà chơi với cái game này với cái Liên Quân ấy thì rất là hợp luôn ấy, tại vì nó có cái touchpad này này, nó thay cho cái ví dụ các bác muốn xoay chiêu cái thứ ấy. Tuyệt vời luôn, nó chuẩn kiểu, như kiểu nó sinh ra để mà chơi Liên Quân ấy. Đấy. Và việc các bác có thể là quan tâm là cái game sơ S này nó vẫn có độ trễ nhé, có độ trễ nhất định, nó cũng không không kể nhiều, nhưng mà các bác chơi các bác sẽ thấy độ trễ của nó không như cái game sơ, nó không như cái One S này đâu,
qua nét thì gần như không có độ trễ luôn, và cái phím này của nó cực kỳ sướng luôn, sướng hơn rất là nhiều luôn. Đấy, các bạn có thể thấy như cái này thì cái này nó sướng sướng hơn. Nó êm mà nó mượt là hơn rất nhiều. Thôi em đăng nhập vào mãi không được các bạn. Kiểu gì đấy? Kiểu gì các bạn? Nó tại vì chơi mấy cái trò này nó cứ hay kiểu lỗi kiểu gì. Đấy, vào được phát được vào được luôn. Rồi các bác cũng chỉ quan trọng cái lần đầu thôi, lần đầu nó hay bị lỗi nhưng mà như lần sau thì nó ok hết. Đây này. Cái One S này này, Xbox One S này này lại không chơi được mấy cái game liên quân các bạn, buồn cực luôn. Rồi ok vào được rồi. Thỉnh thoảng nó bị dở hơi. Rồi, vào đi, vào đi. Cái trò liên quân này nó cũng mới vào phải tắt bao nhiêu thứ. Trò trẻ trâu này hay phết. Được rồi, vào cái đấu luyện tập đi để cho nó. Đây. Chơi con Van Heo, Van Heist mình hay chơi con dở hơi này. Rồi. Clip khá là lâu. Các bác nào mà xem thì cố gắng nhé. Rồi ok, thì trong cái chỗ này này, đây là di chuyển các thứ này, xoay chiều này, ví dụ các bạn xoay chiều này, đấy, xoay chiều này, đấy. Thì đây, các bác ấn vào chỗ này, sổ nó xuống. Còn đây, cái gì đây, hình như lại chưa được các bạn, đấy, nó có nhiều khi nó bị dở hơi lắm. Quay lại đi. Nhả sổ xuống thì nó phải ok rồi chứ. À đây rồi. Ok, đây này các bác add cái phím này vào. Đấy. Rồi ví dụ các bác muốn cái đây chữ L này là cái joystick này các bác cho vào đây. Đấy, ok, em mắc tạm thôi nhá. Rồi tiếp theo. Tắt này đi nào. Tiếp theo là ví dụ muốn đánh này. Đấm này thì em hay dùng cái phím phím ở sau thôi, nhầm rồi, em hay dùng cái phím này để đấm này. Đấy, cái bên này này ấn vào đây, đấy cái phím R5 này này. Rồi ok, tiếp theo là cái phím một là cái sát thương này này, thì đó là cái phím A này này. Đấy ok, A này, nếu như các bác không ấn không giữ không 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 chọn được cái chữ A này này thì các bác vào chỗ này, cái chỗ Advanced này này, đấy chỗ cái tắt bắt setting này này, đấy các bác phải phải chọn nó về, phải chọn nó về cái chỗ này nhé, AXIB này, AXIB mode này, chứ không phải là chọn cái này nhé, các bác phải chọn về thế này, chọn về phía này thì mới ok nhé. Đấy, và chọn cái dưới này là mobile game này, bác không biết có thấy không, đây các nhớ này, các bác này phải chọn cái này và chọn mobile game nhé. Nhiều khi như bác để ở chỗ chế độ này này thì sẽ không chọn được XIB đâu. Đấy, các bạn phải chọn ở đây và chọn mobile game, trong này nó có rất nhiều cái thứ nữa này, thì chọn mobile game, ok. Đấy thì các bác mới chọn được cái A nhé. Thì em để chữ A ở ấy rồi, ở là cái này rồi, tiếp tục map phim nữa. Đây A này, chỗ này em chọn là X này. Đấy X rồi, ok. Tiếp theo em chọn nữa, chỗ sát thương này là Y này, này. Y. Rồi ok. Và tiếp theo là mấy cái chỗ cộng chiêu này này. Là chỗ cộng này này thì em hay dùng cái phím này này, hay dùng cái đây này, em hay dùng cái phím này này. Đấy. Thì em chọn tùy các bác thôi, cái này thì các bác tiện so với tay của các bác ấy. Tiện so với tay của các bác thì các bác chọn nhá. Đấy ok, thì em chọn cái phím này. Đấy R4 này. Đấy. Cứ lần đầu thôi các bạn. Chỗ này nữa thì em chọn ngay cái chỗ phím này luôn. Đấy R1 này. Tiếp theo cái phím này nữa, chọn cái nút R2 này. Rồi ok. Vậy cái những cái phím như kiểu là trên này thì các bác tùy các bác nhé, tùy các bác tiện cái nào thì các bác chọn thôi. Còn cái chỗ này nữa, cái chỗ này khá quan trọng thì chỗ này em chỉ cần chọn một cái thôi,
đấy, và em cho nó rộng rộng ra một tí để một ấn một phát là nó được hai cái luôn. Thì từ từ em ấn chọn cái nút bên này, đấy cái nút L4 này này, đấy, không biết các bác có nhìn thấy không. Rồi ok, rồi ok, bây giờ mình sẽ save nó lại. Rồi đã save rồi nhé. Thì đây các bác có thể thấy, em sẽ di chuyển nó các bác xem nhé. Để đây các bác có nhìn thấy không. Rồi ok, nhìn này, đấy các bác thấy không. Đấy, các bác có thể di chuyển này, có thể là chưa chuẩn máy thì vì mắc phím này nhiều khi là có thể nó bị chưa trúng đúng vị trí thôi. Ví dụ đây cái nút ấn phát này, chờ đợi R4 này, à xoay được rồi mà sao vậy, chưa được nhỉ, à nó bị chết à. Sao cái này không hồi chưa được nhỉ, cộng chưa được nhỉ, đây là chuẩn rồi mà. Đấy, nhiều khi nó không được các bạn, nó giả hơi lắm. Save rồi, cái này được rồi mà sao mấy cái này không được nhỉ, kỳ lạ nhỉ. Thì nếu như không được ấy, thì các bác thử ấn vào chỗ này. Đấy, ấn vào chỗ đấy. Vào lại. Cài đặt hết đi. Cho phép hết đi. Sao tôi bị support này. Cái quái gì các bạn. Đấy, nhiều khi nó bị lỗi giờ hơi lắm. Xong đi. Rồi các bác vào lại Liên Quân. Nó cứ kiểu gì vậy các bạn. Cái này di chuyển được rồi này, mà sao mấy cái này không được. À rồi, đây. Đấy. Bây giờ mình cài thêm cái giờ hơi kia lại được này. Lại được rồi này. Đấy, ok. Còn bây giờ nó có cái hiện những cái nút nút R này, nó còn mờ mờ này này, thì các bác vào ẩn nó đi. Các bác vào chỗ này này, chỗ như cũng là Advan này, đây này, chỗ Galaxy Setting này, đây các bác cho nó về không hết đi, cho nó về không. Rồi cho nó về không là nó sẽ ẩn đi nhé. Rồi ok, vào không chưa. Rồi ok, ấn vào để save. Đấy, các bác thể thấy nó không mất đi này. Ví dụ em muốn xoay chiêu nhé, em muốn xoay chiêu cái chết bố được còn đâu. Đây em cộng cái này đi, cộng này gắn cái này. Đấy. Ok. Còn cộng cái này nhá, ấn cái này. Đấy. Ví dụ ấn xoay chiêu nhé, thôi lại chết nữa rồi các bạn. Chơi liên tục vì không chơi mà. Đấy, xoay chiêu này đấy, các bác có thể thấy này. À, quên mình chưa cài cái xoay chiêu. Sorry các bác. Đây các bác phải lại vào đây tiếp. Các bác nhấn vào cái chữ A này này, nhấn hai lần vào nó. Đấy thì nó ra cái này nhá. Đấy, để gần để các bác xem. Thì cái chỗ phần skill này này, đấy là cái phần xoay chiêu. Thì các bác kéo cái thanh này để mà chọn cái độ to nhỏ của nó. Đấy, độ to nhỏ của cái này này. Ok nhá. Cả cái X này cũng như thế, ấn vào hai lần vào. Cái này thì chắc các bác là biết hết rồi. Ok luôn. Tiếp theo cái Y cũng thế. Cái này thì nhiều người hướng dẫn rồi mà, chẳng qua làm quên ấy. Rồi ok, saving. Đâu thế? Rồi ok, để đây. Thì đây ví dụ muốn cộng này này, cộng chiêu này. Rồi ok, xoay chiêu nhé. Các nhìn trên hình nhé này. Đấy, các nhìn thấy không? Đấy, các thấy này. Đấy. Cho về thằng này. Cho mày chết này. Đấy, chờ nó tỉnh dậy này. Xoay chiêu cái nút X này. Đấy. Chết mày đi này. Đấy, xoay chiêu nút Y này. Chết mày đi. Thôi chết mẹ rồi. Rồi, đấy. Còn đây nút đánh của mình đây. Quên nãy chưa cho các bác biết là nút đánh. Đấy.
ánh này, đấy, di chuyển ánh này, rồi ok, di chuyển cái này khá ngon các bạn, đấy, rồi ok, bây giờ có thời gian đi đánh này, đấy. Chết mày đi. Đó, ok, các bác thấy đấy, nó khi mà các bác dùng cái tay cầm ấy, nhất là ở trên những cái máy tính bảng to ấy, thì nó tuyệt vời hơn rất là nhiều so với các bác mà cầm trực tiếp cái điện thoại, nó sẽ nóng tay được các thứ rồi nhiều thứ nữa. Thì cái tay cầm này bây giờ các bác mua trên anh em bán chỉ tầm 500.000 thôi, thì các bác có thể là dùng trên Android thôi nhé, trên iOS thì coi như phế rồi, các bác đừng có dùng nó nữa. Đấy, chà, đây cho mày chết mày à, mày à, mày à, ôi trời. Đấy, các bác có thể là bây giờ các bác có thể từ từ nghiên cứu cái việc mà cài cái phần này này cho nó chuẩn nhé, tại vì em làm vội quá cho nên nó chưa chuẩn, nhiều khi nó bị lệch này, còn rồi những cái phím như biến về hồi máu rồi tốc hành các thứ này các bác có thể gán theo đúng cái sở thích của các bác nhé. Đó, còn bây giờ còn nếu như các bác nào mà không được gì đấy hoặc là gì đấy thì các bác có ở trên phần này này, đấy, trên phần này này nó có cái thông báo này này, các bác có thể nhấn vào để nó kích hoạt cái chế độ mapping gì đấy, em cũng không rõ đâu, nhưng mà em thấy thường thường là nếu như không chạy được là ấn vào trên này nó là được đấy. Đây này, nó có mấy cái chế độ đấy, còn game một thứ thì các bác add tiếp vào game các bác yêu thích vào thôi, và các bác cũng mouse phím y chang như vậy, quan trọng là cái test driver này, test drive các bác đã phải test được đấy, nhiều khi không test được này. Đó, nhiều khi lại lỗi này, em có nhìn thấy này, đó, không được này. Không hiểu sao, thì nếu như không test được ấy, nếu như mà test không được ấy, thì các bác khởi động lại máy nhé. Đây ví dụ em bây giờ là không test được nhé, các bác nhìn lại này. Thấy bây giờ nó phải test không được này, đấy, không được luôn, bây giờ phải khởi động lại máy thôi. Đó, rồi chờ nó khởi động lại đi xem thế nào các bác nhé. À, thì clip nó khá là dài, hy vọng là anh em có thể xem được, có thể thông cảm và gặp cái lỗi nào tương tự thì các bác có thể khắc phục được. Tiếp con tay cầm này quá các bạn, con Xbox One này chơi sướng quá, nhưng mà không chơi được Liên Quân, không chơi được PUBG, Call of Duty phiên bản mobile Việt Nam cũng chưa chơi được, mặc dù có kết nối hết nhưng mà không chơi được. Còn trên iOS thì chỉ chơi được mấy game dở hơi như kiểu ăn hết cái thứ linh tinh thôi, nói chung là không ngon mấy. Và vào lại xem nào, vào lại cái game siêu vua này xem nào, chờ tí nào, play này, đấy, test lại game này đấy, các bác thấy không, các bác thấy không, khởi động lại nó lại được. Nếu không hiểu thế nào này, khởi động lại lại được đấy, các bác thấy không, đấy, khởi động lại được đấy. Đều thật đây, các bác nhìn cái độ trễ của nó này đấy, độ trễ này lên này đấy, các bác có thể thấy là độ trễ của nó này, xoay này đấy, ấn này, nhất là cái joystick này, là có độ trễ một tí này đấy. Nhưng mà cũng không đáng kể đâu, chơi vẫn ổn các bạn, vẫn rất là ngon. Đấy, các nút thì cũng được, có nghĩa là cái tay cầm này cũng rất là đáng giá trị, nhưng mà mua mới nó hình như trên 1 triệu ấy. Các bác nên mua cũ, không cần phải mua mới đâu. Đấy, cái tay cầm này rất là phù hợp để chơi cái Liên Quân các bạn. Rồi ok, em thử vào lại game nhé. Đấy, các bác nó yêu cầu gì thì các bác nhấn vào đây thôi, thử xem có được không. Đấy, nhiều khi nó gặp những tình huống rất là dở hơi các bạn, chứ không biết đâu được, có lúc thì nó được, có lúc thì nó không được, nhưng không biết được. Thôi hình như là cái clip này quá dài, để 30 phút rồi. Thôi, anh em nào mà xem được thì cứ xem thôi nhé. Để mình vào lại phát nữa xem nó ok không. Có nghĩa là nếu như các bác nào mà không kết nối được, không chơi được ấy, thì các bác cứ khởi động lại máy phát, hoặc là khởi động lại cái tay cầm này phát xem thế nào, chơi thử xem nào.
Chơi đi. Các bạn có để xem qua cái độ hoàn thiện của nó. À, cái này nó có cái chế độ mà để trên trên như này khá là hay này, chưa chưa khoe với các bác. Đấy, nó tiện, khá là tiện. Rồi, quay đây chứ. Rồi, ok. Đi di chuyển ở đó được rồi này. Đánh này, đánh này. Đó. Tắt mấy cái này đi. Đấy, các bác có thể thấy di chuyển này. Đánh này, đánh này. Đó. Đó, các bạn thấy không? Đấy. Quay về. Em thấy nó chạy chậm. Đánh, đánh này, đánh này, đánh, đánh vào cái dưới này nhé. Đấy, đánh vào cái dưới này, đánh này. Gọi là móc ấy, móc, móc, móc cái gì thì không biết. Đấy, ok. Đó, các bạn có thể thấy này. Đánh này, à, để em xoay chiêu nhé, xoay chiêu góc xe này. À, đi, không chưa được. Mày chết này, đấy. Kiểu kiểu vậy. Cộng chiêu này, đấy. Xoay chiêu này. Mày ra đây, mày ra đây. Mày ra đây. Mày chết đây này. Đây. Xoay chiêu này. Đấy, demo thế thôi cho các bác biết để, nhưng mà em chơi cái này gà lắm. Rồi ok, hy vọng là bác nào mà bị lỗi gì thì có thể sửa được nhé. Rồi, xin chào các bác.